Chào tất cả các anh chị, mình là Châu Ngọc Yến. Trong video hôm nay mình hướng dẫn cho các anh chị những hồ sơ cần thiết để nộp cho xuất nhập cảnh xin phỏng vấn nhập quốc tịch Hàn Quốc. Nhập quốc tịch Hàn Quốc có rất là nhiều diện, diện kết hôn hoặc là diện anh chị em làm việc sống ở hàng 5 năm trở lên, hoặc là diện con nuôi, vân vân, có rất là nhiều diện có thể xin đăng ký nhập quốc tịch Hàn Quốc. Nhưng trong video hôm nay mình đề cập đến một diện cụ thể, đó là diện kết hôn với người Hàn, người có quốc tịch Hàn. Đây là những hồ sơ cần thiết khi anh chị muốn nộp cho xuất nhập cảnh xin thi phỏng vấn nhập quốc tịch, hoặc những anh chị kết hôn với người có quốc tịch Hàn đã, các anh chị đã hoàn tất chương trình sa huê thông hấp rồi, bây giờ các anh chị muốn nộp hồ sơ để xin quốc tịch Hàn thì cũng chuẩn bị những hồ sơ như mình nói trong video này. Tiếp theo nữa, mình hướng dẫn cho các anh chị cách điền hai mẫu đơn mới nhất là Kiha Ho Ka Xin Chong So và Kha Chu Thung Bu So. Trước hết, mình nói sơ qua điều kiện lấy quốc tịch của người nhập cư kết hôn. Đây là theo diện kết hôn các anh chị nha. Trường hợp phổ biến nhất đó là trường hợp hai anh chị đã kết hôn với người có quốc tịch Hàn hay là người Hàn, rồi nhập cảnh vào Hàn, sống với nhau từ 2 năm trở lên. Trường hợp thứ hai, anh chị kết hôn với người có quốc tịch Hàn và cùng nhau sống ở nước ngoài, sống ở Việt Nam hay là ở đâu đó, từ 3 năm trở lên, nhập cảnh vào Hàn, cùng nhau sống từ 1 năm trở lên nữa, thì đây là hai trường hợp phổ biến nhất. Ngoài ra còn những cái trường hợp khác nữa, như anh chị kết hôn với người Hàn nhưng mà giữa chừng người Hàn đó mất tích, hoặc là người Hàn qua đời, hoặc là ly hôn, lỗi của người Hàn, và anh chị đang nuôi con, thì tất cả những cái trường hợp này anh chị đều có quyền nộp đơn xin phỏng xin thi nhập quốc tịch Hàn. Đó. Nhưng mà trong phần hôm nay mình chỉ nói về hồ sơ dành cho những anh chị kết hôn với người Hàn và đang còn duy trì mối quan hệ hôn nhân với người Hàn. Còn những cái trường hợp khác anh chị phải bổ sung thêm một số giấy tờ nữa, ví dụ như là nếu mà vợ chồng Hàn qua đời thì thêm giấy chứng tử rồi vân vân, thì mấy cái trường hợp đó các anh chị tìm hiểu thêm nha. Ở đây mình chỉ nói đến anh chị còn sống với vợ chồng người Hàn thôi. Hồ sơ mình chuẩn bị gồm hai mảng. Mảng thứ nhất là hồ sơ dành cho vợ hoặc chồng người Việt Nam. Hồ sơ thứ hai là những hồ sơ bên vợ chồng người Hàn cần chuẩn bị. Bây giờ mình trình bày với anh chị là hồ sơ người Việt Nam cần chuẩn bị. Thứ nhất là phiếu lý lịch tư pháp số 2. Cái thứ hai là dịch công chứng giấy khai sinh. Đối với giấy khai sinh có một trường hợp như thế này, nếu như anh chị dịch và đưa cho văn phòng công chứng thì đó là một cách thứ nhất. Cách thứ hai, các anh chị có thể nhờ cá nhân nào đó đứng ra dịch giấy khai sinh cho mình, như là nhiều anh chị vẫn nhờ nhân viên trung tâm gia đình đa hóa dịch cho, thì lúc đó nhất định các anh chị phải kèm theo cái tờ giấy Pon Nhok A Kim So. Còn nếu khi mà mình làm hồ sơ cho khách á, vì văn phòng mình là làm theo kiểu là dịch và đưa ra phòng công chứng lấy dấu đỏ cho các anh chị, do đó không cần kèm theo cái giấy Pon Nhok A Kim So nữa. Rồi trường hợp những cái giấy tờ tiếp theo các anh chị cần chuẩn bị đó là photo hộ chiếu, photo chứng minh thư Việt Nam hai mặt và photo vệ cô Kim Tự Mốc Trưng hai mặt. Các anh chị chuẩn bị một tấm ảnh màu để rồi cuối cùng là hai mẫu giấy là Kiha Hoka Xin Chong So và Kacho Khẳng Kê Thung Bô So. Hai mẫu là do xuất nhập cảnh cấp cho anh chị. Những anh chị khách hàng làm hồ sơ bên mình đó, là mình làm trọn vẹn những cái hồ sơ phía bên vợ chồng người Việt Nam, tức là những hồ sơ này cho các anh chị. Cụ thể là mình làm lý lịch tư pháp số 2 cho các anh chị. Dịch công chứng giấy khai sinh tặng cho các anh chị, mình không có lấy tiền phần này. Rồi còn phần photo này, nếu như mà anh chị có nhu cầu thì anh chị chụp hình chứng minh thư Việt Nam hai mặt và quẹt cu kim hai mặt cho mình, và mình photo luôn cho các anh chị ha. Còn hộ chiếu này mình cũng photo giúp luôn cho các anh chị hoàn toàn là miễn phí ha. Còn các anh chị chỉ cần là chuẩn bị một tấm ảnh màu thôi
À, còn hai cái mẫu đơn xuất nhập cảnh này mình cũng in tặng cho các anh chị luôn, và gần đây đã có hai cái mẫu mới rồi, do đó những cái khách hàng làm bây giờ là mình gửi tặng hai mẫu mới này cũng khá là nhiều đó các anh chị, cũng mười mấy trang á, nên nếu như các anh chị đi lên xuất nhập cảnh đứng để viết á, sẽ mất thời gian rất là nhiều, do đó mình in tặng cho các khách hàng của mình hai cái mẫu đơn này để anh chị có thể viết ở nhà rồi mang đi nộp. Nên những cái anh chị khách hàng bên mình đó đều đa số là về là đều rất là vui mừng, gửi là cảm ơn mình với cái câu là à, nhờ hồ sơ là cô hướng dẫn kỹ và cô cho những cái giấy tờ cần thiết nên là em nộp rất là nhanh ha. Đó, và thêm một cái lưu ý nữa là tất cả những cái giấy tờ mà anh chị photo dịch thuật công chứng đồ này nọ các anh chị phải mang bản gốc theo, như là các anh chị phải mang hộ chiếu theo nè, rồi giấy khai sinh nè, rồi chứng minh Việt Nam nè, rồi quẹt của Kim từng nóc chân bên hàng nè, tất cả những cái giấy tờ này anh chị nên mang bản gốc theo. À, có những anh chị là bị mất bản gốc chứng minh thư Việt Nam, vì khi nào mà các anh chị bị mất bản gốc á, thì các anh chị không mang theo thì lên trên đó các anh chị giải thích cho người ta và mong người ta thông cảm thôi, còn nếu như mà có bản gốc thì các anh chị mang đầy đủ theo hết ha. Rồi sang cái hồ sơ còn lại, đó là những cái hồ sơ mà vợ chồng người Hàn cần chuẩn bị. À, nó cũng đơn giản thôi các anh chị, đây là những cái giấy tờ đi rút ở Chungming Center, tức là ủy ban mà nơi các anh chị cư trú đó ha. Cái này vợ đi rút cũng được, chồng đi rút cũng được, mà mang giấy chứng minh thư Hàn theo thì các anh chị rút được ngay lập tức luôn, người ta in máy tính ra ngay cho mình luôn, và mỗi bản như vậy rất là rẻ tiền, nên là nguyên một bộ như vậy chỉ tốn vài nghìn won Hàn thôi là các anh chị đã chuẩn bị được rồi. Ngoài ra các anh chị lưu ý cho mình, đây là một cái luật mới gần đây thôi ha, những anh chị hai anh chị mà có con chung với nhau á thì các anh chị rút thêm cái giấy là ca chuộc hoàng kê chân mạng so đứng tên con nữa nha. Ở trên đây ca chuộc hoàng kê chân mạng so đứng tên chồng, nhưng mà ở dưới đây là thêm con nữa nha các anh chị, mỗi người con là một tờ ha. Con thứ nhất thì cũng là một tờ theo tên con thứ nhất, và con thứ hai cũng một tờ theo con tên con thứ hai, đây là các anh chị lưu ý nha. Có nhiều người chỉ rút mỗi của chồng của vợ người Hàn thôi thì cái này là bị thiếu, phải bổ sung thêm á. Sang phần quan trọng nhiều người thắc mắc nữa, đó là phần về chứng minh tài chính. Các anh chị đọc kỹ giúp mình nha, chứng minh tài chính chỉ chọn một trong các loại giấy tờ sau đây thôi, chứ không phải là phải thỏa mãn tất cả những cái loại giấy tờ sau đây thì mới nộp hồ sơ được nha. Thứ nhất là nếu như có 30 triệu won trong tài khoản thì các anh chị ra ngân hàng xin giấy xác nhận số dư. Như mình nói ha, ra ngân hàng xin giấy xác nhận số dư. Cái mục số 2 nè mọi người ha, cái giấy xác nhận số dư lúc đó đó mọi người ra ngân hàng nói là tên em sản cô chưng nhọn so phải cứ thay chú sèo là hãy phát cho hãy cấp cho tôi cái giấy xác nhận số dư tài khoản. Đó là trường hợp mình có 30 triệu trong tài khoản. Ở đây các anh chị lưu ý nha, ai đứng tên chủ tài khoản thì người đó phải mang chứng minh thư theo nha, với cái hộ với thung chăng theo. Vợ đứng tên mà chồng đi là không được, chồng đứng tên mà vợ đi là không được ha, phải chính chủ nha mọi người. Đó, nếu như có 30 triệu trong tài khoản, còn nếu như mình không có 30 triệu trong tài khoản, mình có thể chứng minh theo cái cách thứ nhất ở đây mình nói ở đây là các anh chị có hợp đồng thuê nhà ha, mà có cái tiền đặt cọc có là bu trên cung á mọi người, là từ 30 triệu trở lên thì mọi người có thể nộp cái giấy tờ nhà đất đó cũng được, hoặc là các anh chị đang sở hữu nhà đất có giá trị là từ 30 triệu trở lên thì các anh chị cũng nộp được ha. Nếu như những cái trường hợp này mà không thỏa mãn nữa thì các anh chị còn một cái trường hợp nữa là các anh chị đang đi làm, vợ hoặc chồng đều được, đang đi làm thì xin cái giấy chứng nhận đang làm việc ở công ty gọi là chứng nhận sau. Các anh chị nhớ xin thêm cái giấy là sao cha tỉnh ngốc chưng của công ty đó nữa nha, giấy đăng ký kinh doanh của công ty đó nữa đó. Rồi ngoài ra còn thêm cái bản yêu cầu về về chứng minh về lương nữa đó các anh chị, thì cái này là các anh chị có thể rút thêm cái bản chứng minh thu nhập về lương của cái chủ thuê chức chức năng sau này ha. Rồi nếu như những cái trường hợp trên đây mà không thỏa nữa, còn một trường hợp nữa đó là gì, nếu như vợ hoặc chồng
hai vợ chồng một trong hai đó là đang kinh doanh ha, có đăng ký kinh doanh, thì các anh chị có thể là nộp cái sao tra tưởng nốc chưng, rồi thêm cái bản hợp đồng thuê cửa hàng, đó các anh chị nộp cũng được. Đây là một trong những cái điều kiện, các anh chị chọn ra cái điều kiện nào mà mình có thể thỏa mãn được thì nộp những cái giấy tờ cho xuất nhập cảnh là được ha. Đó. Nhưng cũng có thêm trường hợp như thế này, tức là cái bô chân cơm không đến 30 triệu và cái tiền trong tài khoản cũng không đến 30 triệu, thì các anh chị có thể cộng lại ha, ví dụ như cái này là 10 triệu ha, bô chân cơm là 10 triệu rồi tiền trong tài khoản 20 triệu, vậy thì cũng đủ 30 triệu. Vậy các anh chị phải lấy luôn hai cái loại giấy tờ số 1 số 2 này đi nộp luôn, tức là tổng tài sản của mình cộng lại là đạt 30 triệu trở lên, thì tất cả những cái tổng tài sản đó các anh chị mang giấy tờ theo đi nộp hết là được ha. Và mình lưu ý thêm một cái trường hợp nữa là đây là mình vừa hướng dẫn cho các anh chị là những cái hồ sơ chung chung ha, và đây là cũng là theo luật của Hàn quy định thôi, chứ mình không có tự bịa ra những cái hồ sơ này đâu ha. Các hồ sơ này các anh chị có thể tìm trên Hipodia cũng sẽ thấy bộ hồ sơ giống như thế này, nhưng mà người ta cũng khuyến cáo cho là đây là những cái hồ sơ chung chung, tùy trường hợp cụ thể. Khi các anh chị đi nộp hồ sơ đó, nhân viên xuất nhập cảnh họ có thể yêu cầu các anh chị chuẩn bị thêm hồ sơ này hoặc là hồ sơ kia, nhưng mà trường hợp đó rất là hiếm xảy ra, nhưng cũng có ha. Có khi các anh chị đã nộp giấy tờ nhà đất 30 triệu rồi, nhưng người ta lại đòi thêm một giấy tờ nào đó nữa để chứng minh tài chính nữa ha. Các anh chị lưu ý nha, nhưng mà vì mình không biết là trường hợp của mình là đòi những cái giấy tờ gì thì mình cứ chuẩn bị chung theo như thế này thôi, theo 1112 mình nói với mọi người thôi, mọi người đi nộp rồi trên đó người ta yêu cầu thêm giấy gì thì mình mới bổ sung thêm nữa, chứ còn khi mà mình chưa nộp á mình cũng không biết là cái trường hợp mình có bị hỏi thêm giấy tờ gì không. Nhưng mà mình làm giấy tờ lâu rồi á thì mình thấy cái đối tượng mà bị đòi thêm giấy tờ rất rất là hiếm ha, cực kỳ là ít xảy ra luôn, đa số là theo cái bộ hồ sơ như thế này là đã đủ rồi. Bây giờ mình sang mục cuối cùng, đó là hướng dẫn anh chị viết hai mẫu đơn mới nhất nha. Đây là cái mẫu đơn mà những cái khách hàng nào mà nhờ mình làm lý lịch tư pháp á, thì mình cũng in tặng luôn cho các anh chị hai cái mẫu đơn này. Xin lỗi các anh chị. Bây giờ sang điền hai mẫu đơn thì mình gửi cho các anh chị cái cách điền như thế này ha. Đây là mẫu đơn về Thuy Hoa Hoa Ca Xin Son Sò. Các anh chị cũng điền như mình, những cái dòng chữ màu đỏ là những cái điền mẫu cho các anh chị thôi ha. Và các anh chị cứ tham khảo rồi điền theo những cái chỗ thân thê cuộc thật là cái quốc tịch hiện tại của các anh chị, thì hiện tại là các anh chị mang quốc tịch Việt Nam thôi thì ghi Việt Nam vào, còn chui sang chi là cái nơi sinh của các anh chị đó thì người ta mở ngoặc ra là viết tên quốc gia và tên thành phố, thì quốc gia của mình là Petnam đúng không ạ, rồi thành phố thì các anh chị sống ghi cái đơn vị hành chính lớn thôi, ví dụ các anh chị Hồ Chí Minh thì là Petnam Hồ Chí Minh ha, còn nếu Hà Nội thì Hà Nội, còn nếu ở đây là Hậu Giang thì đi Hậu Giang, còn Kiên Giang, Cần Thơ gì đó các anh chị ghi vào, chứ không cần ghi hết cái địa chỉ ấp phường xã nha mọi người, không cần. Rồi đây là tên bằng tiếng Hàn của các anh chị thì các anh chị viết vào cái tên phiên âm tiếng Hàn ha, này là tên trên cái giấy ca chốt khoản kê chân đằng sau mọi người đó, cái tên được phiên âm thế nào mọi người viết ra đây, rồi giới tính nam hay nữ thì mọi người chọn ở đây đó, rồi tên bằng tiếng Anh, tức là tên tiếng Việt mà các anh chị bỏ dấu đi ha, rồi siêu tê phone chọn hoa bôn hô thì các anh chị cứ ghi vào ha, mình ở đây ghi mẫu thôi. Đây cái số điện thoại rồi, này là số điện thoại nhà ha, rồi, cái này là cái số điện thoại của chồng vợ người Hàn của mình, và anh chị nhớ dán ảnh vào ha. Đó. Hồi nãy phần mục của vợ cần phải chuẩn bị một tấm ảnh màu đó thì các anh chị dán vào chỗ này, địa chỉ nhà ở hiện tại của các anh chị, còn ở dưới đây là địa chỉ về thương Nokia Chunchi chi, thì các anh chị xem ở trong cao chốt khoảng kia chừng đằng sau của chồng đó cái địa chỉ nào thì các anh chị viết vào đây nha. Đó. Đây là các anh chị nhập tịch theo dạng gì, theo diện gì ha, dạng làm Iban Thi Ha là dạng là anh chị
qua đây sinh sống ha, lao động rồi làm việc học tập gì, tốt nghiệp đi làm việc á, được 5 năm trở lên rồi thì các anh chị tích vào mục đây. Còn mình đang nói đến trường hợp các anh chị là các anh chị nhập tịch theo dạng kết hôn thì các anh chị đánh vào cái mục ha. Mục là hôn nhân kỳ hà. Hôn nhân kỳ hà thì ở đây nó cũng chia ra rất là nhiều cái trường hợp các anh chị ha. Đó, giống như mình hai cái trường hợp đây là mình nói trường hợp thứ nhất là gì, các anh chị kết hôn với người Hàn rồi và hai vợ chồng nhập cảnh vào Hàn sống từ 2 năm trở lên. Bây giờ khi quốc tịch thì các anh tích chỉ tích vào đây, nhưng mà những cái anh chị ở trường hợp là kết hôn với người Hàn, hai vợ chồng sống ở nước ngoài được 3 năm trở lên rồi, bây giờ nhập cảnh vào Hàn sống 1 năm trở lên, mục số 2 này đó. Còn cái trường hợp này đây, cái trường hợp là tử vong rồi mất tích rồi vân vân á ha, ở này nọ thì các anh chị tích vào ha. Mình đang ở trường hợp nào mình tích vào ở trường hợp đó. Rồi cái trường hợp này là trường hợp nhập tịch theo dạng đặc biệt. Nhập tịch theo dạng đặc biệt thì nó cũng chia ra ba trường hợp như thế này ha. Mình bỏ qua những cái trường hợp này nha, mình chỉ nói đến trường hợp hôn nhân kỳ hà thôi. Rồi các anh chị ký tên, viết tên ra đây và ký tên ngay chỗ này nha. Rồi đây là cái mặt tiếp theo của cái đơn Kha Chuộc Xa ha. Đây là những cái mục, những cái thông tin về gia đình nha các anh chị ha. Đây các anh chị thấy không, Chin Vu là ba ruột ha, Chin Mo là mẹ ruột đó. Đây là phía ba mẹ bên Việt Nam của các anh chị đó ha. Năm ngày tháng năm sinh nè, rồi giới tính nè, quốc tịch thì ba mẹ mình là đang quốc tịch Việt Nam thì mình ghi vào thôi đó. Rồi đây là trường hợp theo cha là chồng vợ người Hàn của mình đó mọi người, ghi tên chồng vợ người Hàn vào ha. Giới tính là thì đương nhiên là quốc tịch của anh ấy hiện tại là của anh chị người Hàn đó, là theo Miên Quốc ha. Rồi đây là thông tin về các đứa con của mình, các anh chị ghi vào đó. Rồi tiếp theo nữa, cung nghe dọn cô trà cô nương tung cây. Đây là các anh chị ghi vào một những cái người có mối quan hệ thân thiết với mình hoặc là những cái người sống cùng với mình, ngoài vợ chồng người Hàn con cái ra thì các anh chị có những cái mối quan hệ thân thiết với người Hàn nào nữa thì các anh chị ghi vào. Đa số thì mình thấy là mọi người có thể là ghi là bố chồng hoặc là mẹ chồng, rồi em chồng vào cũng được ha. Đó thì cái thông tin cũng tên họ rồi ngày tháng năm sinh rồi vân vân, số điện thoại thôi. Mình chọn một hai ba người gì đó ha, không nhất thiết phải ghi hết tất cả ở đây, các bạn có thể là chọn một người hai người gì đó rồi viết vào nha. Rồi trường hợp tiếp theo là Kibun Soyang. Các anh chị nào mà đã có cái bằng sa hê thông hát proclaim thì điền vào ở đây. Sa hê thông hát proclaim nè. Các anh chị coi mình đã ở cái cấp độ nào thì tích vào đó thôi. Ghi học lực tại Hàn Quốc theo Miên Quốc Kyu Yuk Hoa Trồng. Các anh chị nếu mà các anh chị có học tại Hàn á, cái chương ví dụ em thấy là có nhiều anh chị qua đây học đại học hoặc là qua đây học cao học thì đó các anh chị ghi vào, ghi thêm vào tên trường nè, ngày tháng năm nè, rồi tên trường nè, rồi ngày tháng năm này nếu như anh chị ghi chọn cái mục tốt nghiệp thì ghi ngày tháng năm tốt nghiệp, còn nếu mà các anh chị đang học thì các anh chị ghi vào đang học TH Trung ở đây đó, ngày tháng năm đang học. Trường hợp này thì mình thấy cũng không có nhiều lắm ha, mà đa số là các anh chị học ở bên Việt Nam rồi sang đây sinh sống kết hôn, không có học thêm nữa thì bỏ qua cái mục đó. Đây là Hewe Kyuyuk Hoa Chon, là trường hợp các anh chị học ở nước ngoài, tức là có thể là các anh chị đi du học ở một nước khác hoặc là cái học vấn của các anh chị tại Việt Nam. Ví dụ ở đây các anh chị sẽ cũng như mình nói ở bên trên, nếu mà các anh chị muốn chọn là các anh chị tốt nghiệp cái chương trình nào rồi thì các anh chị tích vào đây và ghi ngày tháng năm tốt nghiệp của anh chị vào và tên cái trường các anh chị tốt nghiệp. Ví dụ các anh chị học đến cấp 3,
trường Hồ Chí Minh, trường Trung học Hồ Chí Minh, thực ra không có, hình như là mình lấy lại một cái tên thôi ha. Thì các anh chị để là Hồ Chí Minh của tiên hát vô ha, rồi đánh cái chữ Châu Đốc và ghi ngày tháng năm này. Mình chỉ giả sử cho các anh chị thôi, quốc gia là tại Việt Nam ha. Đó, nếu mà các anh chị tốt nghiệp ở trường cấp 3 ở Hậu Giang chẳng hạn, vậy thì cái tên trường đó là trường cấp 3 Hậu Giang, thì các anh chị là Hậu Giang cô tiên ha, rồi ngày tháng năm tốt nghiệp rồi đánh cái chữ tốt nghiệp vào. Đó là cái cách mà các anh chị viết, nên là cái tên trường đó các anh chị thì các anh chị có thể phiên âm sang tiếng Hàn như thế này, rồi các anh chị viết vào như là cô tiên hoặc là trung hoặc là chu tiên chẳng hạn, như vậy thì chữ, tại vì phía sau có hắc rồi thì khỏi phải hắc viết chữ hắc nữa, đáng lẽ là cô tiên hắc, nhưng mà ở đây có hắc rồi thì không cần viết chữ hắc nữa ha. Ở đây là sen kia dù chi đừng nhọc, là cái năng lực về duy trì cái sinh kế của các anh chị ha. Tức là ở đây ghi những cái thông tin về làm việc của vợ chồng ha. Đây xin trong in là anh chị người Việt Nam đó, tức là cái người mà điền đơn, cái người đăng ký này á, có đi làm đó thì điền vào. Ở đây là tri cấp nghề nghiệp là các anh chị. Đó. Đây là tài sản ha, tài sản của anh chị, cái người của xin xin trong in đó, cái người đăng ký xin thi nè, tức là cái người điền cái làm chủ đơn này nè nha mọi người. Tri cấp thì mọi người đang đi làm á, thì tên của cái công ty là cái gì, của chức vụ nè, rồi cái thời gian làm việc nè, từ ngày tháng năm nào cho đến ngày tháng năm nào ha. Đó, rồi lương trung bình, thu nhập trung bình nè ha, tức là gần 6 tháng gần đây thôi ha. Các anh chị viết vào, đây là cái thông tin về nếu mà các anh chị đang đi làm việc. Ở đây về tài sản của các anh chị ha. Rồi tiếp theo là những cái người trong gia đình đó, điền tài chính của chồng hoặc là thành viên sống cùng như ba mẹ chồng, sống cùng nhà với các anh chị và chung hộ khẩu với các anh chị đó ha. Thì gồm có chồng mình hoặc là có thêm ba chồng bố chồng v.v. thì các anh chị điền vào đây nha. Đây là những cái phần thông tin thêm à, các anh chị thấy mình phù hợp với cái nào thì các anh chị tích vào. Cái này các anh chị có thể nhờ chồng mình ha tích vào, nếu mà mình thấy mình có phù hợp với một trong những cái mục ở đây thì các anh chị tích vào nha, còn không thì cứ bỏ trống. Rồi sang cái mục về vi phạm luật đó các anh chị, nếu mà đã từng vi phạm luật tại Hàn Quốc hoặc là Việt Nam rồi thì các anh chị điền vào đây nha, phạm tội khổng nhọc, thì các anh chị viết vào đây cái nội dung vi phạm nè, tên tội nè, rồi kết quả xử lý nè, bị bỏ tù hay là sao sao đó thì phù hợp với cái nào thì tích vào, nhưng mà đa số thì mình thấy là chắc là không có ha, đa số là lý lịch sạch, nhưng mà có thì các anh chị nhớ ghi vào nha. Đó, đây là cũng cái mục về tội phạm thôi. Rồi, tiếp theo nữa đây nè các anh chị, đây là gì? Thu điệp cục quan cục thu điệp cục thì đây cũng những cái mục liên quan đó, phía trên này không có thì các anh chị cứ bỏ trống như vậy. Sang mục số 6. Đây cũng là mục liên quan đến tội phạm thôi. Các anh chị thấy là mình có liên quan đến những cái hoạt động như ở dưới đây không thì tích vào, còn không thì cứ bỏ trống ha. Đây là cái mục mà giống như là mình hứa hẹn cam kết đó mọi người ha.
liên quan đến cái khuôn viên sòn so và cái lời tuyên thệ của người dân á, và nhận cái cục trọc chân so mọi người, tức là cái bằng nhập tịch đó. Thì ở đây là cái nội dung tuyên thệ của người dân ha, cái nội dung là như thế này. Rồi người ta ở dưới câu này người ta nói là gì mọi người? Tôi đã gì xác nhận cái nội dung của Cung Min Son So rồi, tức là tôi đã đọc cái nội dung này rồi đó ha, và tôi sẽ sao mọi người sẽ tham dự vào cái lễ nhận bằng ha. Đó, cam kết hôn thì đánh yes ha, thì đánh vào. Rồi sau khi mà tôi nhập lấy quốc tịch Hàn rồi á, thì tôi sẽ tuân thủ luật pháp và hiến pháp của Hàn. Yes hay no thì đánh vào yes ha, đương nhiên là đánh yes rồi. Rồi bốn cái nghĩa vụ cơ bản của người dân và tôi gì, tôi sẽ thi hành các cái nghĩa vụ cơ bản của người dân, bốn nghĩa vụ cơ bản người dân, yes hay no đánh vào thì đương nhiên là yes ha mọi người. Còn căn trung vô đây là những cái thông tin về tình trạng sức khỏe của mọi người ha, chẳng nghe là có khuyết tật hay không, hay là có bệnh gì không, thì mọi người coi có mình có mục nào cần phải tích vào không, còn nếu không có thì thôi bỏ ha, và bằng cấp nếu có. Đây là những cái bằng cấp, những cái giải thưởng này nọ mà mọi người có đó thì mọi người điền vào ha. Đây nếu anh chị mà có con cái gì đó ha, muốn là đăng ký nhập quốc tịch chung với mình nữa đó, thì các anh chị điền thông tin vào đây ha, điền thông tin người thứ nhất, thông tin người thứ hai vào, và cũng dán ảnh của những cái người mà các anh chị muốn cho nhập tịch ăn theo các anh chị á, điền vào ha. Đây là rất là nhiều mục nè, tại vì có thể các anh chị có nhiều người con riêng muốn ăn theo á ha, muốn cho nhập tịch vào á, vậy đây thì không cần đọc đâu ha. Các chị muốn đọc cũng được, nhưng mà những cái mục này thì không có cần phải điền cái gì hết, chỉ là những cái thông tin thêm của người ta thôi. Đây nè, cái nội dung này nè mọi người, viết tay vào dưới này thôi, rồi cuối cùng là mọi người viết tên và ký tên ở đây là xong ha. Cái mục này chỉ là đọc thêm thôi, rồi xong rồi, và cuối cùng cũng có cái mục để viết và ký tên vào. Tiếp theo là mẫu về khai thuốc khẳng kê thun vô so ha mọi người. Như mọi người thấy ở đây có những cái sự lựa chọn thì mình tích vào là khuy ha ho ca ha. Ở đây cũng là cái mẫu thường lúc khi chun dễ trong chi. Hồi nãy cái giấy kia các anh chị là điền như thế nào thì các anh chị điền, và bây giờ điền lại cái địa chỉ như vậy. Tên bằng tiếng nước ngoài thì tên Việt Nam bỏ dấu ha, bỏ đừng đừng lấy dấu ha. Rồi sau đó thì mọi người viết tên phiên âm sang tiếng Hàn ra, ngày tháng năm sinh, đây là mục dành cho người Việt Nam mình ha. Nam hay nữ thì tích vào. Đây là quốc tịch Việt Nam ha. Các thông tin thì các anh chị cứ ghi theo ở đây. Trụ sở địa chỉ của các anh chị, địa chỉ mà đang nhà đang sống hiện tại đó ha, điền cái số điện thoại các anh chị vào. Ở đây là thông tin của PEO trà, là
vợ chồng người Hàn của các anh chị. Điền những cái thông tin vào đây vào ha. Ba mẹ của các anh chị đó, ba mẹ người Việt Nam của mình đó ha. Các anh chị điền vào đây là thông tin của ba, ở đây là thông tin của mẹ. Rồi thông tin về con cái ha, các anh chị có bao nhiêu người con thì ghi vào đây, con thứ nhất, con thứ hai đó. Đây là mẫu khá thuộc thung kê bu, khoảng kê thung bô so. Đã rồi, mình vừa trình bày cho các anh chị những hồ sơ cần thiết khi nộp xin thi phỏng vấn nhập quốc tịch Hàn Quốc với cách điền hai mẫu đơn. Nếu như anh chị nào muốn làm hồ sơ thì các anh chị có thể liên lạc với mình. Mình sẽ làm những cái hồ sơ phía bên vợ chồng người Việt cho các anh chị và in cho các anh chị hai cái mẫu đơn mình vừa giới thiệu với các anh chị đó ha. Ngoài ra thì bên mình còn bán sách ôn thi phỏng vấn nhập quốc tịch và các cái giấy tờ, các cái sách khác nữa. Các anh chị có nhu cầu thì các anh chị hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 010-222-922608. Hoặc là các anh chị có thể gõ trên Facebook tên của mình là Yến Ngọc Châu ha. Mình ghi tên ngược như vậy. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.